Dạ Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý vị khán giả chào mỗi quý vị đến với video tiếp theo của Hiếu trong ngày hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2024 thì Hiếu lại tiếp tục cập nhật thông tin rất là thú vị à, có liên quan đến những kênh youtube ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng những kênh này quý vị khán giả cũng biết rồi cũng tấn công thiền am rất là bất chấp vu khống xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của thầy ông nội nói riêng và đại gia đình Thiền Am nói chung cũng rất là nặng nề, cũng giống như là bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì cũng có người làm đơn tố cáo nhưng mà chưa có cơ quan chức năng nào xử lý đối với những thành phần tổ chức cá nhân này. Hiện tại đây thì theo Đinh Lan thông báo có đến 40 kênh YouTube đi theo ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng tấn công đình Lan thì 40 kênh YouTube này có một nhân vật mà quý vị khán giả yêu thương Thiền Am rất là quan tâm đó là nhân vật luật sư Trần Quốc Vũ gì đó thưa vị thì cái anh này cũng lên trên mạng xã hội vu khống xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của cô Bùi Ngọc Xuân ở Thiền Am và vu oan giá họa cho cô này là có con với các thầy ở Thiền Am vân vân rồi trên ngực áo có sữa bên cạnh đó thì cô bùi ngọc xuân cũng có làm đơn tố cáo ông này lên cơ quan chức năng quận gò vấp để mà xem xét xử lý và giải quyết nhưng mà sau cùng thì bên phía cơ quan chức năng điều tra quận gò vấp họ chuyển cái đơn trở ngược về long an và tính đến thời điểm hiện tại thì cái sự việc này nó đã bị chìm xuồng và không thấy nhắc đến nữa thì làm cho những ai yêu thương thiền am rất là bức xúc đối với trường hợp của ông trần quốc vũ này và cũng lên tiếng chỉ trích À, rất là dữ dội thưa quý vị thì hôm nay có một hai cái thông báo của đinh lan cho chúng ta biết rằng còn 5 ngày nữa là sẽ có cái phiên tòa phúc thẩm diễn ra để mà xét xử lại trong cái vụ án 331 của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì bà Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo. đó Nhưng mà những nhân viên Hà Nhi và Tân cũng như là tiến sĩ lực Đặng Anh Quân thì có kháng cáo. Cho nên là cái phiên tòa này diễn ra và để xem là hội đồng xét xử họ có giảm án đối với những nhân vật này hay không thì chúng ta còn chờ đợi sau cái kết quả phiên tòa thưa quý vị thì hôm nay có hai cái thông báo mà đinh lan thông báo cho chúng ta được biết để hiếu gợi đến phan thiền am để chúng ta cùng vui cũng như là chúng ta thấy rằng là cái luật nhân quả nó có thưa quý vị đó, thì những cái kênh này cũng luôn lên trên mạng xã hội để mà tấn công thiền am thì thiền am hiền mà họ tu tại gia họ không có đáp trả gì hết nhưng mà đụng đến đinh lan thì đinh lan làm đơn tố cáo những kênh youtube đi theo ủng hộ bà nguyễn phương hằng thưa vị đó hai cái thông báo của đinh lan như sau thì hiếu gửi đến tất cả vị khán giả để vị khán giả cùng nhận định trong cái sự việc này nhé thì đinh lan cũng là một trong những người à, cũng ủng hộ thiền am đó thưa quý vị đó thì trước khi mà vào hai cái bài viết của đinh lan cho hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình trên kênh của hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc và mời quý vị khán giả bỏ thời gian ra nghe hiếu đọc hai cái thông báo của đinh lan sau đây nhé đinh lan thông báo còn có 5 ngày nữa là đến phiên tòa phúc thẩm xét xử nguyễn phương hằng và các đồng phạm 40 kênh YouTube lợi dụng việc ủng hộ Nguyễn Phương Hằng để vu khống và làm nhục tôi sẽ được tôi tố cáo và nộp chứng cứ cho tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh nên không có chuyện tôi không đến phiên tòa như chủ kênh Kiệt Tuấn Đạt gất Việt Thanh Nguyên Vlog đang dẫn dắt dư luận nhé. Nguyễn Phương Hằng bị kết án mà trang YouTube không bị xóa như Thái Văn Đường và Đặng Thị Hàng Ni. Bộ muốn ra tù rồi làm loạn nửa sao Nguyễn Phương Hằng cùng 40 kênh Youtube. Tụi nó có biết sợ gì đâu. Trời hôm nào kiệt tuấn đạt. Gất Việt, Thanh Nguyên Vlog cùng 37 kênh Youtube khác. Vu khống nhục mạ Đinh Lan này hàng ngày luôn mà không bị xử lý nè. Đợi phiên phúc thẩm nha mọi người. Kiếm tiền Youtube nhiều quá mà dễ gì Phương Hằng tôi cùng 40 youtuber bỏ được đó, đó. thì ở đây Đinh Lan cũng có nói là còn 5 ngày nữa là sẽ đến phiên tòa phúc thẩm xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thưa vị Bên cạnh đó thì 40 kênh youtube lợi dụng cái việc ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng để mà tấn công làm nhục Đinh Lan đó Thì cũng sẽ được Đinh Lan tố cáo và nộp những cái bằng chứng cho tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh thưa bị thì 40 kênh youtube này ở đó thì có kênh youtube luật sư Trần Quốc Vũ nữa thưa vị thì đây cũng là một trong những nhân vật mà fan yêu thương Thiền Am à, coi như là ghét cay ghét đắng với cái ông luật sư này thưa vị khán giả để xem là khi mà Đinh Lan nộp à, hồ sơ cung cấp đầy đủ chứng cứ thì à, bên phía tòa án có diễn ra cái phiên tòa nào để mà xét xử đối với những kênh youtube này hay không thì chúng ta còn chờ đợi thời gian nha thưa vị khán giả đó là bài bình luận thứ nhất còn cái bài bình luận thứ hai đinh lan nói như thế này đinh lan gửi đến 8 phóng viên mà tôi liên lạc được là phóng viên thứ nhất trên tờ báo thông tấn xã việt nam thứ hai là báo thanh niên thứ ba là tuổi trẻ thứ tư là báo người lao động thứ năm là báo lao động thứ sáu là báo tiền phong thứ bảy là báo dân trí và thứ tám là báo việt nam net riêng hai báo pháp luật thành phố hồ chí minh và báo sài gòn giải phóng tôi không liên lạc vì có dính tới ông nguyễn đức hiển và đặng thị hàn ni công tác nên tránh bị vu quan cho tôi kết bè kết phái ngày 11 tháng 3 năm 2024 Phiên tòa xét xử Phúc Thẩm Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm diễn ra, hy vọng các em có mặt bởi vì tôi sẽ tranh đấu quyết liệt để hội đồng xét xử phải hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ án vì bỏ lọt nhiều tội phạm và bỏ lọt hành vi vu khống Đinh Thị Lan chủ mưu cho Mai Xuân Cường bắt cóc bé Hàng Hữu và Võ Minh Điền cùng nhóm YouTuber sau khi dự lễ khai trương khu du lịch Đại Nam ngày 9 tháng 2 năm 2022, mùng 9 Tết năm 2022 đã kéo quân về nhà tôi Đinh Thị Lan để đánh trả thù vì đã tố cáo Nguyễn Phương Hằng nhưng nhằm chị tôi thương tật 20%. Hàng Ni bị bắt vì clip ngày 22 tháng 2 năm 2023 đã nói về vụ Võ Minh Điền bị bắt không phải vì vì vụ đánh chị Chiên thương tật 20% và chỉ khởi tố có một người cùng phạt hành chính võ minh điền thôi đó thì ở đây thì trong cái sự việc mà ngài diễn ra phiên tòa phúc thẩm tới đây á thì bên phía đinh lan cũng đã gửi đến 8 phóng viên của 8 tờ báo thì 8 tờ báo đó thì quý vị khán giả cũng nghe là hiểu đọc từ đầu rồi đó thì họ cũng sẽ theo sát cái vụ này và đinh lan cũng mong là những cái tờ báo này có cái cách nhìn cái cách viết công tâm hơn trong cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng và cái phiên tòa sắp tới đây thưa quý vị khán giả đó để xem là như thế nào trong cái câu chuyện này nha thưa quý vị khán giả còn những kênh youtube ở đây thì Đinh Lan Liệt kê ra một cái danh sách khá là dài thì Hiếu cũng xin đọc cho quý vị khán giả nghe là quý vị khán giả chấm ai trong những kênh youtube này nhé và quý vị khán giả mong muốn cái điều gì đối với những kênh YouTube này trong tương lai thì vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét À. Sau đây là danh sách của 40 kênh YouTube mà Đinh Lan sẽ tố cáo thưa quý vị. Thứ nhất là Hương Quảng Châu. Thứ hai là Tiếng Vlog, thứ ba là Gất Việt, thứ tư là Minh Chí TV. Thứ năm là Đời Lữ Thứ, thứ sáu là Tam Suy, thứ bảy Kiệt Tấn Đạt, thứ tám Full Game Mobile, thứ chín Quấn Bình Dương, thứ mười Kim Ngân thứ 11 hùng râu super thứ 12 gia cát phong thứ 13 sơn sàm tv thứ 14 lý lắc vlog thứ 15 gia biên thứ 16 phúc tài chính thứ 17 anh nông dân thứ 18 hiền anh thứ 19 chú thị vlog thứ 20 lạc phong 21 là đạt long an vlog 22 là hồ văn thận 1991 23 là Đinh Hoàng Nhân, 24 là Trần Quốc Vũ và 25 là Luật Sư Vlog. Ở đây thì có hai nhân vật mỗi vị khán giả yêu thương Thiền Am rất là rành. Đó là Luật Sư Trần Quốc Vũ và Luật Sư Âu Quang Phục có kênh Youtube là Luật Sư Vlog. Á. Thì hai nhân vật này cũng đã từng bảo vệ về mặt pháp lý cho ông Thầy Thích Sân Si tại phiên tòa xét xử vụ án 331 đối với Thiền Am bên Bộ Ủa Trụ. Thì tại hai phiên tòa đó thì ông Thích Sân Si trốn tòa đó, và hai luật sư này đứng ra đại diện để mà bào chữa cho ổng Và cuối cùng thì phiên tòa cũng uh, nghiêng cái phần thắng về cho ông thầy Thích Sinh Si đó, Và những thành phần khác Các thầy cô thì uh, bị nhận mức án là 23 năm 6 tháng tù Cho 6 người thưa vị thật là đau đớn thai Đúng không quý vị khán giả Và 26 là góc nhìn Jimmy Quỳnh 27 là Thanh Nguyền Vlog 28 là lang thang đường phố 29 là Chí Tâm Vlog 30 là bánh mì TV 31 là Nguyễn Việt Anh kênh chuyện đời thường 32 là Nguyễn Tài Pháp kênh tới công chuyện 33 là tí chuột TV 34 là cô gái bằng đô official 35 là chai đồng bằng 36 là võ Minh Điền 37 là Trần Hoàng Ngoan 38 là Thảo Tiên Paris 39 là Vlog Trúc Ngân 40 là Thiện Đời Sống đó là danh sách 40 kênh YouTube mà Đinh Lan đã nêu ra ở trên tab cộng đồng YouTube của mình. Thì Hiếu cũng vừa chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả. Thì ở đây có hai nhân vật mà vị khán giả đang rất là quan tâm và cũng rất là bức xúc với hai nhân vật này đó là luật sư Trần Quốc Vũ cũng như là luật sư Âu Văn Phục có cái kênh YouTube là luật sư Vlog đó thưa vị thì ở đây Đinh Lan cũng nói là Đinh Lan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về cái bài chia sẻ của mình thưa vị khán giả thì để xem là cái phiên tòa phúc thẩm tới đây những nhân vật này có đến tòa hay không rồi cái đơn tố cáo của Đinh Lan lên là tòa án nhân dân tối cao sẽ như thế nào có diễn ra cái phiên tòa nào để xét xử đối với những kênh YouTube này hay không thì chúng ta còn chờ đợi thời gian nha thưa vị khán giả đó là thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết về cái phiên tòa của bà Nguyễn Phương Hằng sắp tới cùng với đồng phạm cũng như là hai cái bài đăng của Đinh Lan thông báo về cái sự tố cáo của mình đối với những thành phần tổ chức cá nhân những kênh YouTube đi theo ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta xem là có luật nhân quả có quả báo gì ở đây không thưa vị khán giả đó chứ mà hễ ai mà đụng tới Thiền Am mà khống xúc phạm danh dự nhục mạ thầy ông nội đó thì sẽ bị quả báo không bị quả báo trong cái vụ thiền am nhưng mà cũng sẽ bị quả báo à, đối với những cái vụ khác thôi thưa vị thì cũng sẽ có người đứng ra để mà trừng trị họ thưa vị đó là luật nhân quả đúng không ạ? À? thì à, để xem là sẽ như thế nào rất mong là vị khán giả khi xem cũng để lại bình luận góp ý nhận xét bấm một like một đăng ký kênh chia sẻ bài viết trên video này để cho tất cả mọi người cùng biết đến kênh của hiếu và yêu thương ủng hộ thiền nam nhé xin cảm ơn quý vị rất là nhiều một lần nữa cuối video hiếu mến chúc tất cả quý vị trên kênh của hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe tân tâm an lạc gia đình hạnh phúc và thành công hơn trong công việc và cuộc sống còn bây giờ xin kính chào xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ à.